Hello, Hồng An chào mọi người. Và hôm nay Hồng An cũng xin chia sẻ lại anh em một con neo GT206 sườn xám. Hôm qua Hồng An có đăng rồi nha anh em, con xe này nè. Bây giờ Hồng An cũng là ráp bộ áo đó vô hết ha. Và quay lại chia sẻ cho anh em trên cái kênh Kim Ngưỡng, một chiếc xe tương đối là đẹp, tương đối là chất ha. Cho anh em nắm được kiến thức căn bản về một chiếc xe đẹp. Và con này Hồng An cũng tạm hứa mua với một ông anh ở dưới Đồng Nai, mai ông anh ổng lên. Tuy rằng tiền bạc thì cũng chưa chuyển khoản nha, nhưng mà Hồng An tạm hứa thì Hồng An giữ xe này tới ngày mai để ông anh của mình lên nha anh em. Xong ra anh em có gọi thì chắc hẹn có gì thay đổi thì Hồng An sẽ báo lại cho anh em ha. Hiện tại xe này đã Hồng An đã nhận hứa rồi, ông anh ở dưới Đồng Nai ngày mai lên cửa hàng Hồng An rước em này về đó. Bây giờ là Hồng An sẽ đi chia sẻ tỉ mỉ từng bộ phận một nha. Xe này đi đúng 40 mấy ngàn nha anh em ha, không có tua nha. Con này tua khoảng 30 vẫn bình thường nha anh em ha, nhưng mà nó đúng 45 ngàn. Con này tua 30 ngàn vẫn được nha anh em ha, vì xe này rất là đẹp, nguyên bản zin hết nha anh em. Công tắc cùm nè, bao tay nè, gù zin luôn nha, chưa có mở luôn nha anh em ha. Một con xe đẹp đó nha anh em, áo tem mà không có bị nứt bể, mà quay rất là kỹ nha anh em ha. Nói chung mình chia sẻ trên cái kênh cho anh em xem thôi. Con này 40 mấy triệu nha anh em, rất là bèo ha, giá cũng không mắc nha anh em. Sườn xám mà, thực sự sườn xám thì cái dòng này nó máy nó hot lắm, máy nó chất lắm nha anh em ha. Đèn đuốc đồ còn nguyên, xe biển số thành phố quận 11, ngay quận của Hồng An luôn nha anh em, 4 số 1, một chủ luôn đó. Xe này đã ký về cửa hàng Hồng An rồi ha. Anh em mà nào mua là chỉ có sức quá đơn là rút gốc được rồi nha anh em ha. Nhưng mà Hồng An cũng xin thông báo anh em là hôm rồi là mùa dịch này, những cái công an giao thông họ tạm ngưng rút hồ sơ nha anh em. Dịch hôm rồi nó đang càng ngày nó càng lây lan nhiều, đâm ra những cái trạm giao thông công an quận huyện họ ngưng rồi nha anh em ha. Họ ngưng rút hồ sơ, họ ngưng nhập, đóng thuế, xách xe rồi nha anh em. Đâm ra anh em có dính hồ sơ của Hồng An thì hẹn qua bớt cái dịch đi, bên giao thông họ hoạt động lại thì Hồng An sẽ báo cho anh em ha, gửi hồ sơ lên Hồng An rút. Hiện tại Hồng An cũng nợ hồ sơ anh em cũng rất là nhiều nha, anh em nào nhớ nha. Hồng An nợ hồ sơ anh em cũng rất là nhiều, chưa có rút được hết. Tạm thời thì anh em cứ cầm cà vẹt biển số anh em chạy trong vòng một tháng hay nửa tháng gì đó, tình hình nó ổn định lại đó, thì Hồng An sẽ thông báo cho anh em trên cái kênh để anh em gửi hồ sơ, gửi biển số cà vẹt lên kèm theo chứng minh nhân dân gì đó, rồi Hồng An sẽ nạp rút cho anh em nha. Xe này rất là đẹp nha anh em, thấy không, buộc theo xe hết nha anh em, mâm rồi dày cui luôn anh em, dĩa rồi dĩa nè, tách cuộc còn anh em, đẹp heo nè, màu vàng gươm trắng sáng hết ha. Xe này Hồng An ráp áo vào đẹp lắm không con, đầu đó. Xe này máy là máy như xe thùng nha anh em. Chung thì Hồng An không rài cũng bận quá, làm có một mình nè, năm ra thì không có ai phụ hết, năm ra chỉ có rửa sạch sẽ rồi ráp luôn nha anh em ha. Từ anh em về kỹ lưỡng thì về chịu khó chùi rửa lại nó sẽ đẹp hơn ha. Mỏ cài còn nguyên nha anh em, áo tem zin nha bà con ha, không có dán keo nha, chìa khóa zin chỉ có một thôi ha. Mai thắng gù thắng còn nguyên hết nè, đẹp. Qua thì Hồng An quay ban đêm chiều rồi, bây giờ quay ban ngày lại ha, chia sẻ sơ cho anh em xem. Sườn xám, máy đỉnh, máy chất là gấu anh em, còn màu luôn nha anh em, màu luôn rồi. Nền của nó nè con, này cổ bô họ thay cổ bô con sâu nè anh em, thấy không, họ hàng nguyên cái cổ nè, ở chủ xe họ hàng nguyên cái cổ cho nó chống chống bị sét đó. Cổ bô ni nóc á, nó mắc mắc lắm nha anh em, cổ bô này nó không không rẻ đâu,
Hàng cổ bô này cũng 300-400 ngàn nha anh em. Nó bằng ni nóc nha bà con. Cổ bô ni nóc đó, gọi là cổ bô con sâu, con sùng đó. Là nó nha anh em. Cao su zin vẫn còn luôn nha. Hết đó. Rất đẹp. Xoay chuẩn lắm. Bạn nổ máy anh em ghiền luôn nha anh em. Tập tán con vàng hết trơn ha. Còn màu hết trơn mà con. Còn mang nổ máy luôn nè. Để đắt đi quay hết này đi. Nổ à. Nổ máy. Máy này rất là cọp luôn nha anh em. Nhất cho là bye bye đó. Con này bảo hành máy 1 năm là rất là bình thường ha. Và con chạy 2 năm 3 năm vẫn ok luôn nha anh em. 40 mấy ngàn cây thôi. Ngày hôm qua chỗ này nó hơi bị chày nè, không em bắn lại nè. Đó, không em mà chịu làm thì anh em nhìn không ra đâu bà con. Đó, không em phớt lại đó, nó có một bên nó bị chày đó. Đó, không em phớt đó. Phớt như thợ luôn nha anh em. Rất là bình thường ha. Hồng An có một chai sơn với bọc chai sơn kia nữa, sơn xịt nha anh em. Bữa nào anh em nào muốn sơn mâm điện cho Hồng An đi, Hồng An chỉ cho, hứa uy tín luôn nha. Anh em nào cái mâm nhà mà bị chày bị dợp á, rồi điện Hồng An. Hồng An hướng dẫn anh em mua hai chai sơn về là sơn như tiệm luôn đó anh em, sơn như zin luôn đó. Đó, anh em coi đi, sơn như zin luôn nha anh em ha. Hai chai sơn cộng lại nha, mới được nha anh em ha. Anh em nào trên kênh nếu cần sơn mâm á, gọi cho Hồng An hướng dẫn cho, cách Zalo Hồng An nha, hướng dẫn anh em mua hai chai sơn về ha, tự xử ở nhà luôn nha anh em, khỏi đem ra tiệm tốn phí lắm. Cái tim của nó rồi con. Chống nghiêng chống đứng còn nguyên nè, còn dày cua nha bà con ha. 26 bà con. Ở su zin luôn nè. Máy này mà anh em lên chạy là khỏi cái bàn luôn ha. Máy này không ai nói đặt chuẩn với 95 luôn á, chứ không phải 90 nha. 95 phần trăm so với một chiếc xe mới đó. Nhìn cái chiếc xe anh em đã hiểu rồi ha. Xe cọp không cọp, nhìn cái trái tim của nó, những cái này là nó lòi ra hết trơn nha anh em. Chất nền của nó nằm ở đây hết á, đúng không? Đó. Xe đẹp không cọp, nhìn đến chỗ này nè. Anh em mua xe á, anh em nhờ họ chụp những cái chất nền này nè là ra hết rồi. Nó vàng ươm, nó trắng sáng á, là chiếc xe nó sẽ đẹp, chắc chắn là sẽ đẹp. Còn mà nó sát ngạt đen thui á là chắc chắn là xe đi nhiều. Không có cọp không cọp ở đây nha bà con ha. Mình phải có chứng minh cụ thể hình ảnh hết. Đó. Như vậy nó mới gọi là chuẩn nha bà con. Đó. Dưới cũng vậy nữa, màu vàng ươm trắng sáng hết trơn đó, mới gọi là cọp được. Xe mà sát nghẹt hết trơn, ấp đen thui hết trơn sao mà cọp. Xe đi rất là nhiều luôn á, bị xe ít đi là nó sẽ bảo quản kỹ đẹp hơn, thấy không? Còn đi nhiều, đi mưa đi sình thì nó bám vô biết nó đen thôi đó, làm sao mà cọp được. Năm ra anh em mà đăng ký kênh xe máy Hồng An nó cũng nhiều cái hay lắm, biết được rất là nhiều luôn nha anh em ha. Mình biết rồi mình chia sẻ cho anh em cộng đồng mình cùng biết nữa, để mình mua được những chiếc xe tốt nhất, thấy không? Đẹp. Ôi, áo zin theo xe đẹp lắm mà con ơi. Thế này chén gỗ chưa mở, chưa canh chỉnh luôn nha con, vàng ươm luôn nè, sơn còn nè, đáp buộc còn luôn. Thăm ra anh em bà con mình phải coi nhiều kiến thức nhiều mình biết nhiều thì nó hay lắm, tốt cho mình thôi. Lỡ sau này mình có cơ hội mình đi mua những chiếc xe đẹp, chơi sưu tầm, mình có được cái kiến thức rồi mình tha hồ mình lựa, phải không? Bây giờ mình chưa có khả năng, bà con chưa có khả năng thì bà con bây giờ cứ tạm thời mình coi đi. Mình coi, mình thu nạp được nhiều kiến thức nhất, hiểu biết nhiều. Và sau này có cơ hội rồi,
có mình có khả năng mình mua được những chiếc xe đẹp, xe chất, rồi mình lúc đó mình sử dụng cái kiến thức ra mình đi mua chắc chắn sẽ không bị lầm. Không có lý thông nào mà gạt được anh em hết á. Thì kênh của Hồng Mai thường nói chung là đã chỉ cho bà con cô bác rất là nhiều rồi ha. Coi như là anh em mà coi thường xuyên cũng như giống như là một người thợ luôn rồi đó. Có thể đi mua 2-6 luôn nè, xe này nó không sườn xám nữa chưa, đúng luôn nè. Cái gì cũng phải đúng của nó hết, không có nhảy yên nhảy giật tùm lum ta la hết trơn ha. Tại bị thì lài đó, chuẩn là chuẩn, còn không là không. Ngày 2-6 thì ở dưới nó phải là 2-6 luôn. Tách phục cũng vậy, tách áo cũng vậy luôn. Áo này là đắt 2-6 hết nha bà, không có đắt nào mà lọt vô là một số là 2-7 hết á. Đắt áo cũng là 2-6 luôn nha, chứ không có đắt áo mà 2-7 mà yên là 2-6 rồi giật tùm lum tá la hết trơn ha. Cái đó là một cái biện minh thôi nha anh em, về hãng họ sản xuất cũng chuẩn lắm nha, ít khi nào bị giật lắm, hình như là không luôn đó. Không ai nói là thấy, chưa thấy là không luôn. Rồi máy nha bà con ha, bà con nghe máy nè, máy nổ như không nổ nha. Nói chung hôm qua Hồng An cũng có test rồi nha anh em ha. Cũng test rồi đó, một chiếc xe cục máy chuẩn là phải như vậy nha bà con ha, mình nên nghe mình hiểu nha. Như là không nghe tiếng luôn nha bà con thấy không. Không nghe tiếng luôn bà con. Chỉ nghe tiếng bồ thôi. Đúng không? Tiếng bồ thôi. Rồi đây cũng vậy nè. Ốc tán trắng tinh luôn nha con ha. Sơn rất là đẹp. Ốc tán vàng ươm luôn rồi. Cái chấm sơn vẫn còn luôn con. Nào, ghê chưa? Xe rất là đẹp, về chịu khó rửa lại nó dơ nha bà con ha. Về rửa lại chuẩn luôn nha bà con. Cái này dơ lắm. Đó, con nghe tiếng máy đi. Nói chung là chỉ có thở thôi nha ha. Một máy chuẩn là bà con nghe là chỉ có nó thở thôi. Chẳng nghe tiếng máy luôn nha bà con ha. Không có một tiếng động, tiếng vọng, tiếng ré, tiếng xè, tiếng gõ nha bà con ha. Đó, nghe tiếng khọt 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 là cái bô e nó hút á. Máy chuẩn là phải như vậy nha con. Đạt chuẩn nó 95% là phải là như cục máy này đó. Là nó chuẩn đó. Thấy không? Chỉ nghe khọt 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 nó hút á, hút cái bô e á. Thấy không? Còn máy này chẳng nghe tiếng ha. Nghe tiếng bô thôi. Thấy không? Mà vô số luôn nha con. Chẳng nghe tiếng đâu ha. Chẳng có tiếng nữa con. Xong ra chẳng có tiếng nha. Em ru không có hú, không có xè, không có hước cho bà con ha. Máy chuẩn là phải như vậy đó, không có ho, không có hú hết trơn á. Em như không nổ luôn. Và xe này là đầu nồi là chưa rớt nè, bà con nghe cái tiếng nồi giọng của nó nè. Nhiều khi những anh em, những chú bác không biết hỏi á, Hồng An những cái xe mà nồi zin á, nó có chả hay là không. Ở đây là cái cho bà con cô bác nhận định. Nồi này nồi zin nè, có chả hay là không, tự nghe tự hiểu nha.
tự nghe tự hiểu rồi nha anh em. Nhiều người không biết là mình nghe học ở đâu rồi mình nói là nồi zin là phải có tiếng chả nha, không phải nha, sai lầm 100% rồi nha anh em. Thành ra cái kiến thức là rất là quan trọng nha, đừng có nghe theo ai và hùa theo ai nha. Kiến thức là căn bản nhất ha. Không mang mua rất nhiều xe nồi Phil Chanel, nhiều chiếc nó có chả cũng có, nhiều chiếc nó không là không nha. Không phải nhất thiết là phải chả cái nồi nha anh em. Mà xe nào mà chả nồi lớn quá là xe nó đi rất là nhiều, nó bị nhão nó mới chả cái nồi nó lớn nha. Cục máy nguyên bản là ít khi nào nó nghe được tiếng chả lắm, vì cái máy nó chắc, nó chưa có độ rơ của cái ba càng trong cái chuông á, chưa có độ rơ đâm ra không có chả đâu nha anh em. Cục máy nào mà nó chả nồi á, chả nhẹ thì chuẩn nha, được, ok. Còn chả lớn quá là xe đó, cái ba càng đó là nó đã đi rất là nhiều, nó sốc ra, đâm ra cái tiếng chả nó càng ngày càng lớn nha. Đâm ra hôm nay có cơ hội cho những anh em, cô bác, cô chú, cô dì gì đó học hỏi thêm nha. Nồi zin chưa có làm qua là không có tiếng chả nha. Và cũng có những chiếc xe có chả nhỏ và những chiếc xe chả lớn quá là thua rồi nha. Nồi nó đi rất là nhiều, sốc ra rất là nhiều, đâm ra nó mới phát ra những cái tiếng chả lớn. Nó cũng giống như mấy chiếc Superim hay Wenfa cũng vậy nữa. Chả càng lớn thì xe nó đi càng là càng nhiều, nói chung là như vậy đi. Càng nhỏ tiếng thì càng ok, máy càng chuẩn. Đừng có bó buộc mà phải có tiếng chả của cái nồi là sai nha. Những ông chú, những ông bác thợ đó nghe và mình biết được cái kiến thức nè. Đây là hàng thật việc thật nha anh em ha. Xe này đầu nồi chưa rớt là cho luôn xe nha. Mang bảo đảm cam kết xe này là đầu nồi nguyên á, đi đúng 45.000 nha anh em. Không ăn lưu là cái kênh là có kiến thức căn bản, Hồng An sẽ là nói là làm nha, nói là giữ lời đó. Có những ông chú ở dưới Trà Vinh, Sóc Trăng gì đó nghe và học hỏi là thêm, thấy không? Rồi có ông chú mà lấy xe Hồng An về đó, nói là nồi là buộc phải có chả là nồi zin, còn chưa chả là nồi làm đó, thâm ra là như vậy đó. Còn bữa nào Hồng An lấy thêm một chiếc đi 10 mấy 20 ngàn cây nữa cho anh em bà con phân tích thêm một cái nữa ha, cho chuẩn luôn nha. Thâm ra kiến thức là căn bản nhất ha, mình học hỏi nhiều, va chạm nhiều thì kiến thức nó sẽ nhiều. Còn những anh chú bác lâu lâu rồi mua được một chiếc rồi nghe những ông thầy ông phán gì đó, rồi mình nghĩ lui chất quất, thấy không? Không mang mua xe neo ăn cơm nhiều hơn ăn cơm nữa đó. Thành ra mình va chạm nhiều, tiếp xúc nhiều thì mình sẽ biết nhiều đó. Ở đây thì Hồng An nhận định là sẵn có cái clip này chia sẻ cho anh em tính đồ neo mình mua. Khi mình mua một chiếc xe, quan trọng là mình biết cách coi nồi rớt hay không rớt, là mình coi cái gion, coi cái bộ phận bên trong, cảm nhận cái số mình chạy á, những cái nồi mà nó dán qua chạy nó rất là lực, đề ba rất là lực, nhưng mà hậu là nó lại không được hậu. Những cái xe mà nồi có làm qua anh em biết liền à, thật sự luôn á. Anh em mà trong nghề á, chỉ cần mình vô mình dặm cái số thôi đó, cái độ ép của cái số là mình đã biết xe này có làm hay là không rồi. Nếu đúng mà nguyên bản mà biết mua chiếc xe Hồng An kinh nghiệm á, Hồng An không cần coi đâu, coi giòn thứ nhất là coi, thứ hai là vô cái số thôi. Xe nào mà làm qua nồi vô số nó rất là nặng, nó nặng hơn xe zin nha anh em đó. Và cảm nhận cái đề ba nó rất là mạnh nha. Nồi mà làm qua anh em nhích ga nhẹ thôi là xe nó nhóm nó bay luôn đó, nhưng mà nó hậu nó lại không có được hậu nha. À, vì nồi dán nó khác, còn nồi zin nó khác, bố lá zin nó khác và bố lá thai nó khác. Cảm nhận kinh nghiệm thôi ha, không ai nói ít mà anh em hiểu là được rồi đó. Chứ không bắt buộc mà mình phải nghe cái tiếng đâu anh em. Nồi làm cho mình lên, mình chạy vô số là mình đã cảm nhận rồi, không cần để nghe tiếng kêu hay không kêu thì nó nhiều cách để coi lắm. Nhưng mà riêng Hồng An chỉ cần lên mình dặn ga vô số thôi là cảm nhận rồi, cảm nhận cái viên bi thôi đó là biết rồi đó anh em, những cái viên bi đó đó cảm nhận thôi, chả tới chả lui cảm nhận cái viên bi, cái lực đè của cái chân mình đó, hàng ngày đó mình biết rồi. Rồi ok, xe này Hồng An tạm chốt ông anh mình rồi nha anh em. Tâm ra anh em nào có muốn sở hữu xe này thì đợi ngày mai có gì thay đổi Hồng An sẽ báo cho anh em sau nha. Con này là 45 triệu nha anh em, Hồng An bán bao hồ sơ luôn nha anh em. Bye bye nha.